Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục đọc truyện tình báo Việt Nam phát trên kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 2 của bộ tiểu thuyết Vãn bài lật ngửa. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 3 của tiểu thuyết này. Xe ôm theo bùng binh, rẽ về phía mặt thì một toán cảnh sát thổi còi ra hiệu bắt xe ngừng. Đằng sau toán cảnh sát, lỗ nhố một số người mặc thường phục Luân biết ngay đây không phải là cuộc khám xét bình thường. Chính ông Linh Mục và tài xế cho Luân triệu chứng. Rõ ràng họ chờ đợi cảnh này qua cái liếc trao đổi khá nhanh, dấu kỹ của hai người trước khi cảnh sát thối coi. Ông Linh Mục lầu bầu mở cửa xe. Việc chi hỉ? Ông bước đến toán cảnh sát, chìa giấy. Nhưng viên sĩ quan lắc đầu, vẹt ông sang một bên, sán lại xe. Ông Linh Mục nhún vai, ý muốn nói với Luân. Tôi làm hết sức mình, xong họ không nghe tay tài xế ngả người duỗi chân thoải mái không nói không rằng xin lỗi ông cho xem giấy tờ viên sĩ quan cảnh sát lễ độ đưa tay lên kê mi chảo luân trước khi ra lệnh bằng một giọng cộc lốc luân điểm tĩnh rút trong túi ra tờ giấy to chữ đánh máy đóng mộc đỏ đính kèm ảnh luân trên góc ảnh đóng mộc nổi khác thẻ căn cước mà luân đã trình với trạm kiểm soát sáng nay Luân nhận rõ vẻ chưng hứng của viên sĩ quan và cả ông Linh Mục và tay tài, tài xế. Không đọc tờ giấy, viên sĩ quan sừng sộ. Ông cho tôi xem thẻ kiểm tra. Luân trả lời nhỏ nhẹ. Tôi không có thẻ kiểm tra, chỉ có giấy tờ này. Viên sĩ quan bây giờ mới đọc tờ giấy. Bên trên, tờ giấy ghi hai dòng. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc, bên góc trái. Ủy ban kháng chiến hành tránh tỉnh Rạch Giá, quận Hồng Dân, bên dưới, dãy đi đường, và bắt đầu những dòng chữ. Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành tránh quận Hồng Dân, chiếu điều 14, tiết D, chương 2 của Hiệp định Đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Geneva. Căn cứ vào điều 14, tiết C, chương 2 của Hiệp định nói trên, nay cho phép Nguyễn Thành Luân, nguyên trung đoàn phó quân đội nhân dân Việt Nam, sinh năm 1921, được trở về sinh sống ở Sài Gòn theo nguyện vọng của ông. Mong nhà chức trách địa phương giúp đỡ ông Nguyễn Thành Luân. Hồng dân ngày mùng 5 tháng 12 năm 1954, Chủ tịch Hà Văn Bính. Viên sĩ quan lúng túng. Giấy này không có giá trị. Hắn trả lại tờ giấy cho Luân. Luân vừa xếp tờ giấy vừa nói. Tôi là công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hơn nữa là sĩ quan của quân đội kháng chiến. Tôi dùng giấy này là hợp pháp. Viên sĩ quan hình như không được chuẩn bị trước đối phó với tình thế này nên nói liều. Chúng tôi không biết quận Hồng Dân. Luân vẫn tử tốn. Vậy ông cho phép tôi hỏi, ông là ai? Ông có quyền gì kiểm tra giấy tờ của tôi? À, ông muốn dở luật ra phải không? Đây, tôi là Trung úy Lê Văn Thu, đội trưởng cảnh sát thuộc ty công an Vĩnh Long. Hắn chỉa cho Luân tấm thẻ bọc ni lông, mang chữ ký của trưởng ty công an. Luân cười mỉm. Rất tiếc, tôi không biết ông trưởng ty này. Và lại, với chúng tôi, tỉnh này tên là Vĩnh Trà, chứ không phải Vĩnh Long. Cho nên tôi không thể bằng lòng để ông xét. Luân nói như vậy, nhưng lại mở cửa xe bước ra. Số tò mò kéo đến càng lúc càng đông, xe cộ dồn chật ngã tư bóp còi inh ỏi. Luân nói to, nhưng nếu các ông muốn bắt tôi, thì tôi sẵn sàng theo các ông về khám. Các ông vô cớ bắt một người kháng chiến điều đó các ông sẽ trả lời với ban liên hiệp đình chiến và ủy ban quốc tế bây giờ tôi về đâu có cần còng tay tôi không viên sĩ quan chẳng biết phải làm gì hắn liếc ông linh mục ông này khẽ lắc đầu viên sĩ quan bỗng sừng sộ ai mà bắt ông chúng tôi chỉ hỏi giấy tờ ông có đủ giấy tờ thì mời ông đi hắn quay lưng đưa tay xua số người bu quanh xe cái gì mà kéo tới đông dữ vậy tản ngay muốn vô bót làm hả ông linh mục mời luân lên xe ông ta cầu nhào Mẩn ăn chi mà lạ rứa chẳng biết ông ta cầu nhào cảnh sát xét hỏi ẩu hay cầu nhào ti công an quá dở xe lăn bánh luân vẫy vẫy đám đông ngô đình nhu quần chôpi can cũ sơ mi ngắn tay chân nhịp nhịp đôi xăng đan lâu ngày không đánh xi ngồi trên chiếc ghế nệm đặt trong phòng làm việc của giám mục giám mục ngô đình thục lúc nào cũng đường bệ ngồi sau chiếc bàn gỗ đen hai anh em yên lặng Nhu có mặt ở tòa giám mục từ sáng sớm, anh ta muốn đích thân chứng kiến màn kịch do mình đạo diễn. Nhu không tin ở tài ứng biến của giám mục. Gia đình họ Ngô vốn thâm căn nhiễm tôn ti phong kiến của một đại vọng tộc. Ngô Đình Khả, phụ chính thân thần, hai trai của Khả leo đến cực phẩm. Ngô Đình Khôi tổng đốc, Ngô Đình Diệm từ chi huyện thoát lên tuần vũ và sau đó thượng thư bổ lại đầu chiều. Một trai cũng cực phẩm về lĩnh vực khác, Ngô Đình Thục, 28 tuổi lãnh chức linh mục và 13 năm sau thụ phong giám mục. Khi Thục lãnh chức linh mục, nhu lên 8 và khi nhu vừa học xong trung học thì Thục đã là giám mục. Khoảng cách giữa hai người là khoảng cách của một thế hệ. Thục ra đời vào những năm cuối của thế kỷ trước, còn nhu thì sau Thế chiến thứ nhất. Có lẽ sự run rủi sau đây đã phần nào đảo lộn cái tôn ti nghiêm ngặt ấy. Nhu bay nhảy đúng vào lúc nhà họ Ngô sa sút, Ngô Đình Khôi bị cách mạng chừng trị, đáng lẽ Ngô Đình Diệm cũng phải trả nhiều món nợ máu với nhân dân, nhưng chính sách khoan hồng của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã cứu ông ta. Trong một tình hình xấu như vậy, chức giám mục không tỏ ra một chút uy thế nào. Người xốc vác nhà họ Ngô lại là Ngô Đình Nhu, một công chức hạng thường. Công lao trung hưng đó được đền bù ngay khi Diệm nắm quyền. Với thiên hạ, Nhu chỉ là một cố vấn, bảo đệ của Thủ tướng. Nhưng chính Nhu vạch kế hoạch giúp Diệm phục thù bảo đại và Pháp trước kia đã thay Diệm bằng Phạm Quỳnh chính Nhu đang lẻo lái chế độ miền Nam. Quyền hạn và cả thành tựu đã tạo cho Nhu có cái nhìn kẻ cả, cả, ngấm ngầm đối với cả hai người anh của mình. Dĩ nhiên, Nhu chẳng quay luyện và cẩn ra gì. Thục là anh là giám mục, đó là giới hạn mà Nhu phải tuân phục. Nhu đặc biệt chú ý đến trường hợp Nguyễn Thành Luân. Hai gia đình đã quan hệ thân mật từ lâu khi Ngô Đình Thục nhận chức giám mục địa phận Vĩnh Long. Nói chính xác, giám mục Thục nhờ vào nhà Nguyễn Thành Luân ông ta từ xa đến coi sóc cả một địa phận. Nếu không tạo ra mối giao hảo với một vọng tộc sở tại thì rất khó chu toàn phận sự. Tín đồ đạo thiên chúa Vĩnh Long và đồng bằng sông Cửu Long nói chung không nhiều, song thuộc hạng tai mắt, hầu hết là trí thức. Trong thâm tâm, Thục rất cảm ơn sự giúp đỡ hào phóng của kỹ sư điện Rene Nguyễn Thành Luân. Bắt tay vào xếp đặt bàn cờ mới, Nhu hiểu rất rõ cái lỗ hổng cực lớn mà gia đình họ ngô, bất cứ giá nào cũng phải lấp đó là cần một chút hơi hướng của cuộc kháng chiến để trang sức cho cái khẩu hiệu đã thực. Bọn đầu hàng, bọn đầu thú không thiếu gì, song chẳng một ai đáng giá. Trịnh Khánh Vàng từng làm đến phó tư lệnh khu, song gã chỉ là một tên ba hoa và ăn chơi. Và lại, Trịnh Khánh Vàng sát cánh với Bình Xuyên ngay từ khi vừa đào ngũ. Xem đi xét lại, Dô bé Nguyễn Thành Luân là món hàng quý hơn hết. Do đó, Nhu bày cho thục viết thư. Nhu nóng lòng đón Luân về trước khi hiệp định Geneva ký kết, nhưng Luân không làm theo ý Nhu. Lần đầu, Nhu tự rút ra kết luận là với Nguyễn Thành Luân không thể chơi cái trò dụ hàng được. Biết tin Nguyễn Thành Luân về Thành, dù sau hiệp định Geneva, Nhu cũng mừng rơn. Đằng nào Luân cũng không thoát khỏi Nhu. Nhu bố trí đoán Luân với cũ dằn mặt là bắt Luân phải trình diện trong tư thế một kẻ sử dụng giấy tờ giả. Từ đó, Nhu sẽ ban ơn. Điện thoại gieo, Nhu cầm ống nghe. Giám mục nhìn Nhu chăm chú. Nhu nói, tôi đây. Sao? Không thành công à? Nói rõ một chút. Nhu gác máy mặt cau có. Tiếng gõ cửa nhẹ. Giám mục bảo: "Mời vào." Cửa phòng mở, ông linh mục đi đoán luân cúi chào, giọng như người có lỗi. "Kính thưa Đức cha và ông cô vấn, y đã tới." Giám mục đưa mắt dò hỏi Nhu. Đức cha ra tiếp y. Giám mục rời bàn bước ra, Nhu bật dậy mở cửa sổ. Từ phòng làm việc của giám mục Nhu trông rõ Luân đang rời xe để ở vệ đường, bước qua cổng. Luân đi chững chạc, trong bộ quần áo rõ ràng không được may đo cẩn thận, ung dung liếc những chậu hoa bẩy trong khuôn viên tòa giám mục. Nhu lầu bầu. Thằng này kiêu kỳ dữ đây. Nhu chỉ biết Luân qua ảnh, đây là lần đầu anh ta trông rõ người thật của Luân. Nhu ngả mình lên ghế, đưa tay bóp chán. Phòng khách của tòa giám mục thiếu ánh sáng, Luân phải dừng lại một lúc ở ngưỡng cửa mới có thể nhìn rõ giám mục đang tươi cười đón anh tại giữa phòng. Luân bước lên tấm thảm len và tiến đến giám mục. Giám mục ôm choàng anh, khi giám mục buông anh ra, Luân quỳ xuống. Giám mục đưa chiếc nhẫn trước mặt Luân và Luân kính cẩn hôn lên. Luân nói trước khi ngồi vào ghế mà giám mục mời. Xa đức cha rất lâu, nay gặp lại, thấy đức cha khỏe mạnh con rất mừng. Giám mục cười sợi lời, anh cũng vậy, anh chẳng khác tí nào. Con cảm ơn Đức Cha đã cho người đón con. Ồ, chỗ nhà anh với tôi, anh đừng nói thế. Giám mục ngăn luân. Thế nào, ông Jin khỏe chứ? Cảm ơn Đức Cha, anh con khỏe. Chị Trần cũng khỏe chứ? Cảm ơn. Hai ông bà có được mấy con? Thưa anh chị con chưa có cháu nào. Giám mục đặc lưỡi. Tội thì thôi, cả hai anh chị đều tập kết hả? Thưa phải. Cụ Rene mất, thâm thoát đã gần ba năm. Giám mục lại tặc lưỡi. Luân sửa cách ngồi, trịnh trọng nói. Kính thưa Đức Cha, hôm nay, sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân và nghĩa vụ dân chúa trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, trước khi trở lại đời sống bình thường, con tự coi có bổn phận, trước tiên phải đến trình diện với Đức Cha, vị chủ chăn của giáo phận mà con là con chiên, để chúc sức khỏe Đức Cha và để xin Đức Cha ban cho lời cầu nguyện. Giám mục nở nụ cười thỏa mãn, đưa tay làm dấu thánh và miệng lầm bầm một câu kinh. Nhu quyết định tiếp xúc Luân tại tòa giám mục. Anh ta cần phải đi đến một kết luận dứt khoát. Do đó, bữa ăn trưa đáng lẽ chỉ là bữa ăn giữa giám mục và Luân. Nó biến thành bữa tiệc của bộ ba. Không đợi giám mục giới thiệu, Luân đã chào Nhu. Xin chào ông cố vấn. Sự xuất hiện của Nhu xác định những điều Luân suy đán. Nhu không thể chờ đợi lâu hơn. Bữa ăn hôm nay sẽ có ý nghĩa như một thánh lễ, bắp têm. Với Luân hoặc sẽ là lần khảo sát chót. Trước khi giao anh cho công an luân nhớ rành giọt lời anh tư trong bữa làm việc sau cùng với luân anh sẽ chơi với địch một ván bài mà mọi con bài đều lật ngửa luân hiểu ván bài bắt đầu từ sáng nay giám mục ngồi đầu bàn nhu và luân đối diện nghe tiếng ngô đình nhu đã lâu hôm nay luân mới có dịp quan sát kỹ anh ta gầy môi thâm da tái chán cao với chừng đó phát tiết nếu nhu chỉ làm việc bằng cái đầu thì quả đây là một đối thủ có hạng xong trong một thoáng Luân tìm ra sơ hở của Nhu. Anh ta thích làm điệu. Một tập sự lãnh tụ bao giờ cũng mang nhược điểm đó. Nhu kênh kiệu khi bắt tay Luân, buông thõng cả năm ngón tay như là ban ơn cho kẻ khác. Nhu vừa ngồi vào ghế, liền ngã lưng, sải chân, nhất là cái hất hàm trịch thượng. Sao, khỏe chứ? Nhu cũng đo đạc Luân, thằng cha lầm lì nhưng khả ái, đôi mắt rất sáng, thằng cha trí thức, con nhà giàu, chịu cực đủ 9 năm. Giám mục nâng cốc khai vị, Mời các vị chạm cốc chúc mừng giáo dân Joeba Nguyễn Thành Luân, con trai của người bạn khả kính của chúng tôi. Chúc mừng buổi gặp mặt gia đình hôm nay. Luân chạm cốc, anh ngó thẳng vào mắt nhu và uống cạn. Đến tuần rượu thứ hai, nhu nâng cốc. Hôm nay Đức cha và tôi mừng ông Luân, như Đức cha vừa nói, chúng ta gặp nhau trong thân tình. Tôi mong là buổi nói chuyện sẽ thẳng thắn, bổ ích. Trước hết, xin mời Đức cha, xin mời ông Luân. Xin chúc ông Luân người trở về dồi dào sức khỏe tuần rượu thứ ba, Luân nâng cốc. Sau món gỏi tôm, Nhu xoay tròn ly vang trắng. Ông Luân có thể nói cho chúng tôi biết, ông quay về với ý định như thế nào? Luân cười thật tươi, đùng đỉnh gắp miếng cá hấp, im lặng thưởng thức mùi vị của nó, rồi mới nói. Tôi chú ý ông Nhu hai lần dùng từ trở về, quay về, chỉ trường hợp của tôi. Tôi không đi Pháp, không đi Mỹ, tôi ở nước Việt Nam của chúng ta, sao gọi là trở về, quay về được giám mục khẽ liếc nhu nhu cười giả là ông khó tính quá thì trước đây ông ở thành nay trở về thành tôi nói theo nghĩa đó luân nói đĩnh đạc nếu câu hỏi của ông nhu không ẩn ý tôi rất vui lòng về bữa gặp mặt hôm nay tôi không phải và không bao giờ có thể là một thứ hàng thần lơ láo dù cho như từ hải cuối cùng anh pha chút hài hước và cười nhu cười theo nếu ông là từ hải ắt phải có một nàng kiều Tiếc là chúng tôi chưa tìm ra một nàng kiều Và lại tôi đâu phải là hồ tôn hiến Luân nâng ly rượu vang Vậy thì tốt lắm Nhu lại hỏi Tôi hỏi nghiêm chỉnh Ông định làm gì Luân trả lời Đó là một câu hỏi hòa bình Tôi là một người lính Vì là lính tôi quý trọng hòa bình Nói cho cùng chúng tôi đổ máu để vĩnh viễn chấm dứt đổ máu Tôi sẽ làm tất cả những gì Vì nền hòa bình bền vững sau khi đã làm tất cả những gì vì nền độc lập mà tất cả chúng ta đang hưởng. Nhu nhìn Luân soi mói. Ông xác tín rằng việc của ông làm trong 9 năm là đúng đắn chứ? Luân trả lời. Có lẽ ông Nhu còn biết rõ hơn tôi là điều tin tưởng đó không chỉ của riêng tôi, của những người kháng chiến chúng tôi. Chẳng lẽ ông không tin như vậy? Nhu nói. Cuộc kháng chiến lúc đầu phù hợp với ý nguyện toàn dân, song càng về sau, cộng sản cướp công, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc biến thành cuộc đấu tranh ý thức hệ. Luân vụt cười to, giám mục không biết phải làm gì, đành sớt những miếng thịt bò bít tết thơm lừng vào đĩa của Nhu và Luân. Mời các vị. Nhu châm quẹt đốt một yếu thuốc, nén bực bội. Luân dằn từng tiếng. Tôi xin lỗi đã cười. Ông Nhu có thể cho tôi là khiếm nhã. Xong câu hỏi của ông Nhu thật đáng tức cười. Tôi không nghĩ ông Nhu sẽ hỏi như vậy. Trần Văn Ân, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Tường Tam, Bảy Viễn, và những người tương tự không phải là học giả. Họ không biết phải tự bào chữa cho thái độ ươn hèn của họ, không dám theo đuổi sự nghiệp kháng chiến đến cùng bằng cách nào, nên dùng câu hỏi đó. Còn ông, một người học cao, đọc nhiều sách, nổi tiếng là một nhà tư tưởng lớn, không nên lầm lẫn như vậy. Nhu dít một hơi thuốc thật dài. Tôi lầm lẫn ở chỗ nào? Luân nói, ông có nhận ra cuộc kháng chiến mang lợi ích rõ ràng nhất về cho ông Ngô Đình Diệm hay không? Hay là ông nghĩ sự quay 180 độ của người Pháp từ sa thải đến trọng dụng ông diệm là hảo tâm của họ ông có thấy nếu không có cuộc kháng chiến nếu cuộc kháng chiến không đi đến thắng lợi thì ông diệm phải lưu vong suốt đời hay không hiển nhiên là phạm quỳnh sẽ giữ ngôi vị của ông ta ngay ông ông nhu chắc còn phải chôn vùi tháng ngày ở thư viện những người kháng chiến chẳng những không cướp công mà đã chia công thậm chí trên một nghĩa nào là đã chia công cả cho những người chẳng có một chút công nếu không nói là có tội thế mà bỗng nhiên vang lên điệp khúc cộng sản cướp công chuyện của những danh hải thế kỷ 20 như Laurer, Hati, Fernander sao lại chen vào đây? Giám mục lo lắng, ông thấy mặt nhu như dài hẳn ra. Luân đã bổ một cú nốc ao vào tính tự phụ của anh ta. Luân nói tiếp, người khác hô hoán về cộng sản cướp công thì khả dĩ còn hiểu được. Đến ông Diệm ông Nhu mà cũng phụ họa theo thì thật là kỳ quặc. Những người kháng chiến dòng dã chín năm chịu đựng cực khổ đủ điều, hy sinh mạng sống, bỗng bị lên án là kẻ cướp công Ông Nhu không thấy tính cách khôi hài trong lập luận này sao? Ông còn nói đến cuộc đấu tranh ý thức hệ. Tôi nghĩ rằng một số người quen miệng nói mãi rồi tự kỳ ám thị mình nói đúng. Quả có sự tranh chấp ý thức hệ thật. Nguyễn Hải Thần Vũ Hồng Khanh ngoài Bắc, Bảy Viễn Nguyễn Hòa Hiệp trong Nam, chưa đánh Pháp đã đầu hàng Pháp. Họ muốn cả dân tộc hạ vũ khí, trở lại thân nô lệ. Tuyệt đại đa số người kháng chiến không chấp nhận sự phản bội, quyết kháng chiến đến thắng lợi. Đó là cuộc đấu tranh ý thức hệ. Nhu vất vát. Ông cuồng tín quá luân trả lời hình như ông nhu muốn ám chỉ sự cuồng tín của những người cộng sản tại sao lòng yêu nước nồng nhiệt không thể có ở một người quốc gia vô tình ông nhu đẩy người quốc gia về phía những kẻ đầu óc trống rỗng nhu cải chính không tôi không nói như vậy dù sao người quốc gia trong kháng chiến cũng không có quyền luân bồi tiếp tôi chờ câu này của ông lại một giả định mà như có thật ông nói quyền gì tôi là một người kháng chiến không thiếu một ngày tôi có quyền không luân bỗng cười tiếc rằng đây là thị xã vĩnh long nơi các ông quản lý tôi không có cách gì chứng tỏ một người quốc gia kháng chiến có quyền tới đâu tôi là một chỉ huy tôi có quyền đánh giặc và không phải để khoe khoang tôi cần thưa tôi đánh giặc cũng không kém lắm được khá nhiều huân chương quân công anh tôi một phó chủ tịch anh ấy có quyền như luật pháp chính phủ quy định của một phó chủ tịch tôi muốn nói thẳng với ông nhu điều này các ông phạm một thiếu sót lớn ông cho phép tôi gọi như vậy đó là các ông đối địch với cuộc kháng chiến nhất là đối địch khi kháng chiến đã đánh bại pháp kẻ chiếm nước ta ngót trăm năm thậm chí không sánh nổi bảy viễn năm lửa người mỹ cung cấp cho các ông nhiều thứ song họ không thể cung cấp cái chất dân tộc dữ dội này tất nhiên trừ thứ giả nhu húng hắng ho anh ta bắt đầu nhìn luân bằng những tia mắt khang khác anh hùng biện quá luân nói tôi nổi tiếng là người nói dở chẳng qua tôi bảo vệ sự thật nhu nói thôi ta hãy cạn ly, rồi còn thưởng thức món súp nữa. Giám mục cảm thấy nhẹ nhàng. Ông ta nâng cốc vang bóc đô, ông ánh. Luân nghiêng đầu cảm ơn giám mục uống một hớp. Anh nói, thưa đức cha, con cho rằng cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi là thắng lợi của tất cả người Việt Nam, kể cả những người không đồng tình về một hay nhiều mặt với đảng Cộng sản. Rồi đây, giả tí như người Mỹ sẽ ở với chúng ta, cái mà chúng ta có thể kiềm chế thái độ nước lớn của họ chính là những năm kháng chiến. Giám mục gật đầu, Nhu cũng gật đầu. Luân bỗng nói như vô tình. Cuộc kháng chiến lớn lao đó sẽ mang về cho giáo hội Việt Nam chiếc mũ hồng y nữa kia. Có lẽ để che giấu niềm xúc động mà giám mục ra hiệu cho Linh Mục phục vụ, khui chai rượu. Nhu hỏi Luân, giọng đã dịu dàng. Ông có cần chúng tôi giúp đỡ gì không? Luân nói, hiện nay tôi chưa thấy cần, dù sao cũng xin cảm ơn ông. Nhu nói, Cửa văn phòng riêng của tôi, cửa phủ thủ tướng lúc nào cũng rộng mở, ông đừng ngại. Nhu chạm cốc với Luân và uống cạn. Giám mục cười hả hê. Cửa tòa giám mục còn mở trước cửa văn phòng của chú nữa. Để tiện đi lại, giám mục yêu cầu trưởng ti công an Vĩnh Long cấp cho Luân thẻ kiểm tra. Ngay chiều hôm đó, Luân đến ti công an. Người đoán Luân ngoài cổng chính là Trung Ý Thu. Hắn hơi sượng. Luân giả như không còn nhớ câu chuyện chưa nay. Trưởng ti công an một con người nhiều răng vàng, mặt đỏ gai, nhã nhặn mời Luân điền vào một tờ giấy những điểm chính của lý lịch Luân. Ngó qua những phong bì lưu niệm bày dưới tấm kiếng ở bản viết, Luân biết trưởng ty thuộc hạng công chức công an lâu năm quốc địch Pháp. Có rất nhiều bút tích của Pierre, giám đốc mật thám liên bang, Ba Danh, giám đốc mật thám Nam Việt, Mai Út Xuân, giám đốc cảnh sát đặc biệt miền Đông. Tên ông ta là Khéo Nam. Với hạng này, tình thế trước mắt không phải ưu đãi nếu không nói trùng trùng khó khăn cho nên họ cố lập công. Và lại, họ nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm đối phó với cách mạng, chắc chắn chủ mới sẽ không phung phí. Luân điền xong tờ giấy, Géo Nam chỉ liếc qua. Ông ta mời Luân thuốc, rồi xoa tay liên tục ấp úng. Đây chẳng qua là thủ tục, thương ông kỹ sư. Chúng tôi sẽ cấp cho ông kỹ sư một thẻ kiểm tra hợp lệ. Trước đó, tôi cần ông kỹ sư làm sáng tỏ vài điểm trong tờ khai lý lịch. Thiệt cực chẳng đã tôi mới dám làm phiền ông kỹ sư. Luân biết ghéo Nam đọc rất sơ sài lý lịch của anh, vậy những câu hỏi thật ra đã được sửa soạn trước. Ai sửa soạn cho khéo Nam chẳng khó gì mà không đoán ra, và chắc chắn người ta đã mở máy ghi âm. Luân nói, xin ông trưởng ty cứ phép mà làm, tôi đã sẵn sàng chịu cuộc thẩm vấn này. Trưởng ty dối rít, dạ dạ, đâu phải thẩm vấn, ông kỹ sư chớ hiểu lầm, đức giám mục mà nghe được thì dày dà cho chúng tôi lắm. Luân dục, xin ông trưởng ty bắt đầu dạ hoặc ông kỹ sư trả lời từng câu hoặc đợi chúng tôi nêu hết ông trả lời một lần cách nào thì tùy ông vậy xin phép ông kỹ sư ta bắt đầu trưởng ty cao giọng xin ông kỹ sư cho biết vì sao ông đang làm trưởng phòng mật vụ lại đổi ra tiểu đoàn luân trả lời giọng thản nhiên tôi thích trực tiếp hoạt động ngoài mặt trận chỉ có lý do vậy thôi sao chỉ có vậy do ông tình nguyện hay do một sự gợi ý nào đó tôi tình nguyện xin lỗi phải chăng ông kỹ sư có những khó khăn khi ông phụ trách cơ quan tình báo khó khăn không phải vì năng lực của ông mà vì tính như sự kiểm soát này khác cứ cho là như suy luận của ông có cơ sở đi cảm ơn ông kỹ sư tại sao ông không đi tập kết tôi muốn ở lại miền nam cấp trên có giao nhiệm vụ cho ông không tất nhiên là có ông kỹ sư có thể cho biết vài nét về nhiệm vụ ông kỹ sư được giao thi của ông chưa có nghị quyết của sư ủy ư thưa chưa chẳng có gì là bí mật chúng tôi đấu tranh thực hiện nghiêm chỉnh hiệp định Geneva, trước hết là chính quyền hai miền lập quan hệ bình thường, hiệp thương tiến tới tổng quyền cử, thống nhất đất nước. Xin lỗi ông kỹ sư, đài phát thanh Hà Nội cũng nói như vậy. Tôi đã bảo là không có gì bí mật cả mà. Trước khi ra thành, ông kỹ sư có gặp những người lãnh đạo cao nhất của Nam Bộ? Có, tôi gặp luật sư Phạm Văn Bạch, Chủ tịch Ủy ban Nam Bộ, Nguyễn Văn Kỉnh ở trong Trung ương Cục. Dĩ nhiên tôi gặp anh tôi, Jin Nguyễn Thành Luân và các đồng chí chỉ huy của tôi cảm ơn ông kỹ sư bây giờ ta sang một vấn đề khác ông có thể cho biết thái độ của ông đối với chính phủ quốc gia một là tôi chưa rõ ông trưởng ty muốn nói đến chính phủ nào của ông bảo đại hay của ông ngô đình diệm coi như của thủ tướng đi hai là thái độ của tôi như thế nào còn tùy thái độ của chính phủ ông diệm đối với đất nước đối với những người kháng chiến luân ngừng một lúc rồi nói tiếp riêng với cá nhân ông ngô đình diệm Tôi không giấu giếm tình cảm. Ông Diệm là người có đầu óc quốc gia. Nếu vì một lẽ gì mà nước nhà chưa thống nhất theo tinh thần hiệp định Geneva, tôi hy vọng ông Diệm giữ vững nền độc lập ở miền Nam, thực hiện dân chủ và đạt sự phát triển phồn vinh. Giáo Nam ghi chép lia lịa, xong Luân để ý ông ta thật sự không quan tâm nhiều đến việc ghi chép. Cái chính là ông ta suy tính hoặc là nhớ các câu hỏi. Người của ông có đặt quan hệ với ông không? Câu hỏi nhà nghề này được kéo Nam tung ra vào lúc bất ngờ nhất. Luân trả lời rắn giỏi, có. Tôi không nói việc ông phải đến phái đoàn của Cộng sản bên cạnh ủy hội quốc tế hay đến phái đoàn Ba Lan. Tôi muốn hỏi ông kỹ sư về quan hệ bí mật kia. Luân ung dung, tôi hiểu. Câu trả lời của tôi vẫn là có. Chắc là có mật ám hiệu. Luân phì cười. Giáo Nam biết mình hớ, loay hoay mãi với cây bút. Luân nói, là trưởng ty công an ông dễ rút ra kết luận về việc tất nhiên đó nhưng tôi nói luôn để ông khỏi băn khoăn tôi chỉ liên hệ với tổ chức khi cần và ngược lại chắc ông muốn hỏi về địa điểm và ngày giờ xin lỗi đây không phải là cuộc thẩm vấn như ông nói mà dầu là thẩm vấn nói hay không vẫn là quyền của tôi hoặc giả các ông nghĩ đến chức vụ trưởng phòng mật vụ trước kia của tôi tôi trở lại đời sống dân sự bình thường chứ không phải để chấp nối với cơ sở tình báo cũ của tôi về mặt này các ông sẽ có lợi nhiều hơn nếu tôi vẫn hoạt động với tư cách cán bộ mật vụ Gáo Nam chống chế. Thưa ông kỹ sư, chúng ta đang tính những bước hợp tác lâu dài. Tôi không tò mò đi vào những chi tiết nhỏ nhặt. Nếu câu hỏi làm phật ý ông kỹ sư thì tôi xin lỗi. Ông cho biết sắp tới ông sẽ làm gì? Tôi có thể viết báo, dạy học, có thể dự vào các tổ chức quần chúng như nghiệp đoàn. Nói đến đây, Luân bỗng mạnh giọng Và không loại trừ khả năng tôi hoạt động bí mật, thậm chí ra khu cầm vũ khí. Nhân tiện, tôi báo với nhà cầm quyền tôi không mang về thành súng đạn, thuốc nổ, điện đài. Chúng tôi tin ông kỹ sư. Tôi nhắc lại, hiện nay cá nhân tôi không mang những thứ ấy. Chúng không thuộc trách nhiệm của tôi. Ghéo Nam cười nhẹ. Ông ta gạch hai chữ hiện nay trong ghi chú. Suy nghĩ một lúc, ông ta gạch dưới thêm chữ cá nhân tôi. Hắn nói tiếp. Câu trả lời của ông kỹ sư thật rõ ràng, thật sòng phẳng. Tôi muốn biết nếu người ta đề nghị với ông kỹ sư một sự hợp tác thì ý ông thế nào? Dĩ nhiên điều kiện không thiệt thòi cho ông đâu Luân nói và cau mày Vấn đề không phải là người ta dành cho tôi một cái gì đó Vấn đề là đường lối chính sách chung Liên quan đến hàng chục triệu người Đây mới thật là điều kiện Gáo Nam lại nói Có lẽ trong đời Đây là lần đầu tiên tôi được nghe những câu trả lời hết sức thâm trầm Tuy khác trận tuyến với ông kỹ sư Đó là trước kia Tôi phải nói rõ sự khâm phục của tôi Tôi sắp hỏi ông kỹ sư một câu quan trọng Mong ông kỹ sư suy nghĩ và trả lời thành thật Luân mỉm cười trước sự rào đón của Ghéo Nam. Ông có phải là đảng viên đảng Cộng sản, bây giờ kêu bằng đảng lao động không? Luân không trả lời ngay, môi mỉm cười, Ghéo Nam gần như nín thở chờ đợi. Tình huống này đã được dự đoán trước. Trong những phiên làm việc kỹ thuật giữa Luân với anh Sáu Đăng, Phó Giám đốc Sở Công an, một trong bảy người nắm rõ nhiệm vụ của Luân, không tính xa và quyến, và một cán bộ nữa tên Ngọc. Anh Sáu chính là đồng chí sẽ trực tiếp phụ trách Luân trong công tác mới. Thật ra, Luân đã dứt khoát với anh Tư Nếu không giấu được đảng tịch Thì Luân xin đến chiến đấu <laughs> Thì Luân xin chiến đấu ở nông thôn Anh tự lượng sức Anh không đóng xuể vai một kẻ phản đảng Thế là anh Tư giao cho anh Sáu Đăng Cùng trao đổi với Luân Phương cách làm sao trước sau Luân giữ đúng thân phận Một phần tử quốc gia kháng chiến ngoài đảng Với các biến chuyển về tư tưởng thật hợp lý Từng bước hòa vào một trường của chế độ phản động Phương cách đó không dễ Luân được 7 tuổi đảng Từng kinh qua bí thư tiểu đoàn ủy viên thường vụ trung đoàn ủy. Anh đã sinh hoạt đảng ở cơ quan phòng mật vụ, ban chỉ huy liên trung đoàn 120, các tỉnh đội thuộc đồng bằng, một số không ít cán bộ của ủy ban kháng chiến hành tránh nam bộ của sở công an, phòng quân báo và tất nhiên trung đoàn 58, tiểu đoàn 420 cùng bộ tư lệnh phân liên khu, thường vụ tỉnh ủy bạc liêu, rạch giá, cần thơ, sóc trăng, long châu hà, long châu sa và vĩnh trà bến đều từng làm việc với anh theo tinh thần nội bộ đảng. Sau cùng, anh sau đang lập xong bản danh sách cho thấy phần lớn những người biết giành đảng tịch của anh đều ở trong diện tập kết số còn lại không thể là mối đe dọa đối với anh luân suy nghĩ rất căng thẳng và lần lần anh đi sát đến một phương thức luân trả lời ngõ thẳng ghéo nam tôi biết các ông quan tâm chuyện này tôi lấy làm tiếc mà trả lời rằng chưa luân trả lời môi vẫn mỉm cười ghéo nam có vẻ bị xúc động ông ta ngó luân một lúc tôi dự kiến ông sẽ trả lời không nhưng ông lại trả lời chưa có lẽ cách sau thông minh hơn tuy vậy ông cho phép tôi nêu lên hoài nghi làm sao việt minh dám trao một trí thức thuộc một vọng tộc dân tây đạo thiên chúa cầm đầu cơ quan mật vụ rồi nắm một đơn vị quân chủ lực lớn khi người đó không phải là đảng viên luân biết đây là một tụ bài mọi kính hiển vi trâu vào câu trả lời của anh anh khoan thai châm thuốc nghi ngờ là quyền của các ông còn việc tôi chưa vào đảng cộng sản lại rất đơn giản Tôi còn tin Chúa mà điều lệ đảng đòi hỏi người đảng viên phải vô thần. Tôi không thấy có gì trở ngại đối với người ngoài đảng Cộng sản thực hiện nhiệm vụ của mình, nên cũng không quan tâm việc mình vào hay chưa vào đảng, còn trọng trách. Tư lệnh Nam Bộ trước đây, Trung tướng Nguyễn Bình là Ủy viên Trung ương Quốc dân đảng. Ông nghe nói ông Nguyễn Phương Thảo chứ? Đó là một tên khác của Trung tướng. Giám đốc Sở Công an Nam Bộ Diệp Ba là lãnh tụ Việt Nam độc lập đảng. Còn các ông Kha Vạn Cân, Nguyễn Thành Vĩnh, Tổng thư ký Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ Trần Bù Kiếm là một lãnh tụ đảng Dân Chủ. Tại địa phương này, Vĩnh Long, Liên Trung đoàn trưởng Đặng Văn Thông là một tín đồ đạo Thiên Chúa. Tôi có thể kê hàng quyển sách hơn nữa cả một pho từ điển về những người không phải đảng viên Cộng sản lại giữ những chức vụ cao, cao hơn tôi rất nhiều. Géo Nam định nhận xét điều gì đó về câu trả lời của Luân, xong lại thôi. Ông ta tiếp tục cây đà của cuộc sát hạch. Ông cho biết, ông chưa là đảng viên Cộng sản, vậy ông có thích đảng Cộng sản không? Nếu không thích, làm sao tôi có thể hợp tác với những người cộng sản suốt 9 năm? Tôi có thể nói ông là một người cảm tình cộng sản hay một người cộng sản không đảng. Tùy ông, nên gọi mỗi vật bằng tên của nó. Tôi là một người kháng chiến. Tôi là như vậy đó. Ghéo Nam lấy khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên chán ấp úng. Thưa ông kỹ sư, ông là một người thông minh, đặc biệt thông minh. Tôi không còn đặt ra câu hỏi nào nữa. Sau đây câu cuối cùng không phải là một câu hỏi, nó là một đề nghị. Theo ông kỹ sư, chính phủ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm cần làm cái gì mà ông kỹ sư cho là có ý nghĩa quan trọng nhất hiện nay và sau này? Luân nói, một câu hỏi khó trả lời trong vài phút, thậm chí vài giờ. Xong, nếu cần một câu thôi thì câu đó sẽ là Chính phủ của ông Ngô Đình Diệm cần phải có một chủ thuyết khả dĩ khai quật được sức mạnh tinh thần của dân chúng làm cơ sở cho các đối sách trước mắt và lâu dài. Cái cơ sở nhất của chủ thuyết là quốc gia và nhân phẩm. Đó là hai chủ điểm của chủ thuyết. Viện trợ Mỹ không thay đổi được chủ thuyết. Thiếu chủ thuyết, mọi cố gắng đều như bèo bọt. Bây giờ, Giáo Nam ghi chú thật cẩn thận, mồm lẩm bẩm cái gì đó. Cảm ơn ông kỹ sư, cuộc nói chuyện của chúng ta đã hoàn tất mỹ mãn. Vài hôm nữa, ông kỹ sư nhận thẻ kiểm tra. Dĩ nhiên, ông kỹ sư cho phép nhân viên chuyên môn chụp một kiểu ảnh 4x6. Giáo Nam đưa luôn đến phòng ảnh. Tôi báo ông trưởng ty trong khi chờ đợi nhận thẻ kiểm tra, tôi sẽ ở nhà cũ của cha mẹ tôi, thăm viếng bà con, bạn bè. Luân vừa đi vừa bảo. Giáo Nam nói, đó là quyền của ông kỹ sư. Nếu ông kỹ sư cần sai phái việc chi cứ gọi, chúng tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng ông kỹ sư. Nhu chăm chú đọc bản lý lịch của Luân. Tên Nguyễn Thành Luân, Robert, quốc tịch Việt Nam, trước kia Pháp. Sinh tại Vĩnh Long ngày 7 tháng 6 năm 1921. Học lực, kỹ sư canh nông, Đại học Hà Nội nghề nghiệp cán bộ kháng chiến. Trong kháng chiến, A. Vận tải vũ khí Bắc Nam 1945-1947, Trường phòng mật vụ Nam Bộ 1948-1949. C. Tham mưu trưởng liên trung đoàn 129, trung đoàn phó trung đoàn 58 kiêm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 420, quân chủ lực thuộc Bộ Tư lệnh Phân liên khu miền Tây Nam Bộ từ 1950 trở đi. Tôn giáo, công giáo, cha, Sơn này Nguyễn Thành Luân đã mất, mẹ Trần Thị Thủy đã mất, anh Louis Nguyễn Thành Luân, bác sĩ ở Pháp. Gustav Nguyễn Thành Luân, kỹ sư ở Sài Gòn. Chị Christine Nguyễn Thành Luân, kiến trúc sư ở Ý. Anh Jean Nguyễn Thành Luân, luật sư trong Ủy ban Kháng chiến hành tránh Nam Bộ. Chị Marguerite Nguyễn Thành Luân, giáo sư ở Anh. Em gái Marie Louise Nguyễn Thành Luân, kiến trúc sư ở Canada. Vợ con, chưa vợ, đảng phái không? Nhu hỏi, Đức cha thay thế nào? Thường thường Ngô Đình Thục rất dè dặt phải trả lời các câu hỏi của Nhu cho nên ông chỉ nói lấp lửng. Cũng rõ, ta biết cả rồi. Anh ấy còn khai chưa đủ thôi. Vợ của Louis, Houtab, Jean, chồng của Tristin, Marguerite, Marie-Louise. Nhu kêu lên. Chưa rõ đâu, đây chỉ là tờ giấy trắng. Giám mục ngơ ngác. Nghĩa là thế nào? Hai nghĩa. Quá thật, quá đủ. Do đó dẫn đến nghĩa thứ hai. Chưa có chữ nào cả. Giám mục ngao ngán. Chú nói chi mà rắc rối quá? Nhu nói Em diễn đạt thế này Nó nói thật đến mức nó nói láo Giám mục nói Thôi ta hãy nghe băng ghi âm Có thể qua đó chú đánh giá anh ta chính xác hơn Giám mục mở máy ghi âm những câu hỏi và trả lời ở ti công an Từng chập Nhu tắt máy tư lự Giám mục cứ phải dục Nhu nghe cho hết Nghe xong Nhu đi lại mãi trong phòng Giám mục rụt rè Chúa còn thắc mắc gì không Lạy chúa Nó mà cộng sản tôi sẽ là người trước tiên xiềng cổ nó nhu nói về lý em nhắc lại về lý lời như hắn không còn chỗ nào bắt bẻ được chính vì không có chỗ nào bắt bẻ được mà em nghĩ đây là một tay đáo để cầu mong trong tất cả các điều hắn khai chỉ cần một điều thật thôi quả là hắn chưa vô đảng cộng sản nhu đột ngột nói như thì thầm thưa đức cha ta cần ta rất cần một người nhanh chàng này một anh chàng tuyệt diệu giám mục nở nang mặt mũi Vậy chú đã tin nó rồi Nhu vụt cười phá lên Giám mục nhíu mày khó chịu Tin Sao Đức Cha phí phạm lòng tin quá vậy Nhu ngưng cười hơi mím môi Mà Đức Cha nói đúng Đó cũng là lòng tin Chỉ ngón tay vào ngực mình rồi chỉ vào giám mục Nhu nói say xưa Em tin nhưng tin chúng ta Rồi tay Nhu phát lên khoảng không cử chỉ Của kẻ nắm chặt cương con ngựa Nhu cho máy ghi âm quay trở lại Nghe đoạn Luân nói về chủ thuyết băng ghi âm cả lời lẩm bẩm của ghéo nam chủ thuyết chủ thuyết anh chàng nguyễn thành luân nói đúng nhu tắt máy chủ thuyết phải có chủ thuyết nếu không muốn mọi thứ tan như bèo bọt còn tay ghéo nam chỉ biết chữ chủ thuyết sau khi dịch nó ra tiếng pháp mà dịch cũng không đúng chủ thuyết của ta phải là lòng tin tín ngưỡng nhu ngó ra vườn hoa đức cha nên thúc đẩy cho mối quan hệ giữa đức cha và anh ta thân mật hơn mang tính chất gia đình tỷ như đức cha nhận anh ta làm con nuôi đưa anh ta vào gia đình chúng ta cũng hợp lý thôi đức cha vốn là bạn thân của cụ rơ nhu đột ngột quay lại đức cha thấy không một cuộc đọa trí hết sức lý thú hào hứng một cuộc đọa trí mà đối thủ của ta tự bộc lộ thân phận mình trần trụi hay nhu đứng giữa phòng cắn ngón tay trái trong khi cánh tay kia đặt lên ngực đăm chiêu ngó tượng chúa hài đồng và chiếc máng cỏ các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi phần 3 của tiểu thuyết vãn bài lật ngửa mọi chuyện rồi sẽ tiếp tục như thế nào Mời các bạn theo dõi trong phần 4 của tiểu thuyết này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.